Xin chào các em. Video này thầy tiếp tục hướng dẫn câu số 50, câu cuối cùng trong cái đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2021. Đây một câu tọa độ không gian Oxyz, mức độ và dụ cao. Thì bài toán là yêu cầu tìm cái giá trị B cộng C cộng D. Trong trường hợp này ấy, thì chúng ta thấy là bài toán có sự kết hợp giữa gì? Hình Oxyz với cái hình không gian gọi truyền thống ấy, gọi là chúng ta thấy là liên quan đến 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 hình tròn xoay, đây hình khối nón này, đó cái sự kết hợp, bởi vì đây có tọa độ này, xong lại khối nón có đỉnh này, xong lại tính thể tích, khi mà thể tích này lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy và đi qua, tức là chúng ta thấy là sẽ xét cái phương trình cái đường tròn đáy này và lúc đấy tìm cái các giá trị BCD đó, BCD là như thế nào đúng không? Thì cái bài này thầy thấy là cái bài này khá là hay, bởi vì nó có sự kết hợp giữa hai chương chương khối tròn xoay và chương tọa độ Oxyz. Thế thì cụ thể ta sẽ đi giải quyết cái bài toán như sau này. Trước tiên thì ta vẽ cái hình để chúng ta dễ hình dung. Chúng ta test vẽ hình nha. Ok, thầy đã vẽ cho chúng ta cái hình này. Đây chúng ta thấy điểm AB nó nằm trên mặt cầu này, mặt cầu này. Đó. Đó chính là đường kính đúng không? Đường kính AB này. Thì tâm mặt cầu nằm trên đoạn thẳng AB, chính là trung điểm của đoạn AB. Đó. Thì chúng ta thấy cái mặt nón hay khối nón này chính là có đỉnh là A này. Có tâm của đường tròn đáy chính là H đây. Đấy. Thì đường tròn đáy có bán kính là R nhỏ. R nhỏ tức là CH này bằng R nhỏ, được chưa? Còn bán kính đường tròn lớn là R lớn. Ok. Thế bây giờ người ta yêu cầu là khi mà thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của cái hình nón này, khối nón này là có phương trình dạng 2x cộng với b cộng cz cộng d là bằng 0. Thì chúng ta thấy phương trình cái mặt phẳng ấy, mặt phẳng P này chính là mặt phẳng này, này. Đó, đây là P đi. Đó, P. Nhưng mà phần này thì ta nhận AB là vectơ phát tuyến đúng không? Thì ta sẽ có ngay AB này. AB vectơ sẽ bằng là chúng ta sẽ thấy là đây là bằng 4 này. Đây là 4 này. Và thằng này là 2 đúng không? Ok chưa? Và đây chúng ta thấy ngay là chúng ta sẽ có ngay là suy ra n luôn, n của p mình chia cho 2 thì nó là 2 2 và 1, vậy 2 2 1 này thì chúng chắc chắn là cái phương trình p này, phương trình p sẽ có dạng là 2 nhân với x này, đây 2x này cộng với 2y này cộng với z này cộng với d bằng 0. Và nhiệm vụ ta cần tìm d thôi, đương nhiên là B là bằng mấy rồi? B bằng 2 rồi. Đó, C là bằng 1 rồi. Đây là A rồi, còn tìm D nữa thôi. Nhiệm vụ tìm D tức là tìm cái điểm mà nó đi qua. Chắc chắn là phải có sự kết hợp với cái thế. Cái N này là lớn nhất là như thế nào? Hay nói cách khác là ta phải tìm được cái tọa độ điểm H. Tìm cái tọa độ điểm H này, tức là mặt phẳng P sẽ đi qua H và có vectơ phát tuyến đây rồi thì đi qua điểm thì ta sẽ viết phương trình. Nói tóm lại là ta tìm được H. À xin lỗi, tìm được D. Đấy, lại tìm được D, được chưa nhỉ? Vậy để tìm được D ấy, thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng yếu tố là N có thể tích lớn nhất. Vậy thể tích của N là như thế nào? Trước tiên thì ta sẽ tính cái R, bởi vì chúng ta thấy rằng là thể tích của hình nón thì bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Chiều cao là chính là cái đoạn này, đoạn AH này. Đấy. Thế thì chúng ta có này, V này. V nhá. Mình tính đặt cái thằng này là cái đây có R rồi đúng không? Thì ta có cái đoạn OH này bằng bao nhiêu? Đây thì ta có OH này. OH. Ta có OH là bằng căn bậc 2 của R bình, R lớn bình trừ đi R nhỏ bình. Đúng không? Đó. Đúng nhỉ? Rồi.
tiếp nha. Thế còn cái thằng H đấy, thằng thằng chiều cao này này là AH này. Ta xem nào. Rồi ok đi. Cái thằng mình xử lý nào cho nó đẹp nhỉ? Rồi ta sẽ xử lý như này đi cho nó dễ này. Cho dễ này. Đó, ta xóa cái này đi. À, giờ ta sẽ gọi cái thằng AH đấy, AH là chiều cao của nón này này, gọi này, gọi AH này, mình đặt bằng H đi, được chưa? Thế từ đây suy ra cái thằng nào OH thì có chính là bằng gì? Bằng H chiều cao của nón này trừ đi cái R, đây là R đúng không? Chỗ này R này, trừ đi R, R lớn, được chưa? Và OH này chúng ta sẽ tính được cái thằng R nhỏ. R nhỏ này chính là bằng căn bậc 2 của cái thằng R lớn bình trừ cái thằng OH bình phương. Được chưa? Và thay vào người ta được là căn bậc 2 của R lớn bình trừ đi H trừ đi R tất cả bình. Rồi, tính ra thằng này sẽ bằng căn bậc 2 của R bình hết này. Thì đây sẽ bằng H bình này trừ H bình hay là bằng cộng với 2 HR đúng không? Trừ đi H bình. Đúng chưa nhỉ? Đó. Đúng rồi, ok rồi. Hằng thức đúng chưa? Đây H bình này cộng với R bình này trừ đi 2 lần HR này. Thì RR hết này. Rồi, ok, rồi xong đến là R nhỏ nhá. Thế mình có rồi, mình có hết hết rồi, đúng không nhỉ? Đấy, có H rồi, có R rồi. Đây R là hằng số nhá. Thì bây giờ ta có V này, V chính là bằng 1 phần 3 diện tích đáy. Diện tích đáy tức là diện tích của hằng đáy có bán kính R là pi pi R bình phương nhân với H, đúng không? Và bằng này 1 phần 3 R bình đây, pi đây, pi trước đây, R bình chính là bằng 2H R trừ đi H bình đó, rồi nhân với H. Ok, thế bây giờ ta đánh giá thằng này là gì? Nhỏ nhất đúng không? À, lớn nhất. Lớn nhất khi nào? Khi H bằng bao nhiêu? Đó, cụ thể H bằng bao nhiêu? Được chưa? Thế cái R này thì chúng ta tính được này, R từ trên thì ta tính luôn R bằng gì? R chính là bằng bao nhiêu đây? R là bằng AB trên 2 đúng không? Thì bằng căn của 4 bình cộng với 4 bình cộng với 2 bình chia đôi. Đó, chia 2 bằng bao nhiêu đây? 44 16 16. 16 là 32 32, 32 cộng với 4 là 36, 36 thì 36 thì còn 6, 6 thì còn 3. Đấy, bằng 3. Đó, R bằng 3. Được chưa? Thì đến đây thì ta sẽ cho gì? À, bấm máy này. Cho cái thằng R R bằng 3 đây, đây chính là bằng gì? 1 phần 3 pi nhân với 3 này, 32 là 6, 6H trừ đi H bình nhân với H. Thì thực ra là phương trình này, cái hàm này này, hàm này chính là hàm bậc 3 đối với H thôi. Thế ta tìm được H, ta tìm được H đấy, tìm được chiều cao H này rồi thì ta sẽ tìm được cái đoạn OH, tìm được OH này thì chúng ta tìm được cái tỷ số. Ở đây ta tìm được cái tỷ số và lúc này ta sẽ tìm được tọa độ điểm H, được chưa? Tìm tọa độ H vì có tọa độ điểm O rồi. O đây trong trường hợp này O là chính là Y đấy. O này nhầm với gốc O nó rất là nguy hiểm nên mình cứ gọi đây là Y đi. Điểm Y đi, Y là trung điểm đấy, nhầm với gốc tọa độ. Đó, thì ta sẽ đây gọi là Y đi. Nha. Đảo nó là Y. Được chưa? Đó. Đã đổi nó là Y, được chưa nhỉ? Đây thì xóa lại nhìn cho rõ. Lẫn. Rồi. Xóa cái này đi.
thì đây là IH đúng không? IH bình phương này, đây là IH này, đây là I này. Đó, I là trung điểm của AB, ta thấy tính được trung điểm AB này. Ok này. Tìm tọa độ điểm I này. Có cái tỷ số là ví dụ như AI bằng bao nhiêu lần IH tỷ số rồi thì ta sẽ lập được cái vector, ta tìm được tọa độ điểm H. Thế trước tiên ta phải xử lý cái thằng này trước. Xử lý cái này ta có máy tính thôi, bấm thôi, đúng không nhỉ? Nếu bạn nào giỏi về về bất đẳng thức của lớp 10 thì chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức cũng được. Ở đây chúng ta sẽ thầy sẽ sử dụng cái KSO để chúng ta tìm xem là H nó bằng bao nhiêu. Ok, bấm máy nha. Thực ra chúng ta chỉ cần tìm gì thôi, tìm cái biểu thức đằng sau thôi, cái thằng này hệ số kệ nó, chúng ta chỉ bấm đằng sau thôi nhá. Chưa nào, đây máy tính đây. Ok, ta sẽ bấm cái hàm này. 1 8. Rồi, ta sẽ bấm này, H là x này nhân với 6H trừ đi H bình. Thế tức là 6x trừ đi x bình. Rồi, đây chính là hàm bậc 3 rồi mà, đúng không nhỉ? Bằng. Chắc chắn là chúng ta thấy nó sẽ từ đâu? Cái thằng H này chắc chắn là sẽ không thể lớn hơn được là 6 rồi, đúng không nhỉ? Nằm trong vùng 0,6. Đúng không? Cái thằng H này này nó sẽ không thể, chiều cao nó sẽ không 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 lớn hơn bán kính đường kính ra đường kính nó là bán kính là bằng 6 rồi, đường kính nó chính là bán kính là 3, đường kính là 6 đúng không? Nói tóm lại là nó từ 0 đến gì? X thì chạy từ 0 đến đến 6, được chưa? Bằng bằng 0 bằng 6 bằng cái này chúng ta sẽ cho 0,5 đi, từ 0,5 xem nào, chắc chắn là khả năng nó sẽ là số đẹp đấy. Rồi, ok, chúng ta tìm max 16, 12, 21, 27, 30, 32. Đây cái chỗ này, đúng không? Chỗ 32 này là 4 này, H bằng 4 này. Ok, H bằng 4 xem nhá. Thực ra nếu cẩn thận thì chúng ta lại tiếp tục khoanh vùng chỗ này nhá. Nếu cẩn thận xem có đúng không này. Đấy, từ 3,5 đến 4,5 nhá. Mình ví dụ đây. À, bằng này. Bằng này, 3,5 này. Đến 4,5. Khả năng nó sẽ số số đẹp đấy, bằng 0,1 bằng. Rồi, chúng ta xem nào. Vẫn đang tăng đúng không? Đây, chỗ này là 32. Để giảm ok rồi, đúng là H bằng mấy? Tại H bằng 4 này. Đó. Vậy thì max tại gì? V max. V max là tại H bằng 4. H bằng 4 là thằng này bằng 4. Vậy thì từ đấy suy ra cái thằng Y IH đấy sẽ bằng bằng 1 đúng không? Vì thằng này bằng 3 mà, bán kính bằng 3. Đấy, thì thằng này sẽ còn 1 này. Thì thằng này 4 là bằng 1. Rồi chúng ta thấy thằng thằng AI bằng mấy lần? AI thì bằng mấy lần IH? Ta sẽ có AI từ đấy suy ra này, vector độ dài AI này thì bằng 3 lần IH đúng không? Đấy, mà hai thằng này cùng chiều thì mình suy ra luôn là vector AI đúng không? AI vector này. Đó, cùng chiều vector IH đúng không? Thì bằng 3 lần vector IH. Y thì là gì? Y là trung điểm. Y là trung điểm AB thì suy ra Y có tọa độ bao nhiêu? Y có tọa độ cộng vào chia đôi. 8 chia đôi là 4 này. Thằng 6 5 cộng với 1 là 6, 6 chia đôi là 3 này. Rồi 5 cộng với 3 là 8, 4 này. Đó. Rồi thế thôi, ta có AI vector. Đúng không nhỉ? Chỗ này thì ok rồi, đúng không? Ta tìm AI này. Ta thầy xóa cái chỗ này đi nhá. Rồi, xóa chỗ này đi để chúng ta sẽ viết vào chỗ này. Chỗ này chúng ta xử lý xong rồi, bỏ đi. Ok. Rồi, ta sẽ có vector AI này, vector AI. Bằng bao nhiêu? AI thì là Y trừ đi A đúng không? Y trừ A thì là bằng 2. 3 trừ 1 là 2 nữa. Là mấy? 1. Rồi. IH vector. IH. Mình gọi H có tọa độ là x, y, z đúng không? Đấy, để mình tìm hệ x0, y0, z0 này. H có tọa độ x0,
Y0, Z0. Chưa? Thế thì lúc này là H chữ Y là X0 trừ đi Y, Y là trừ 4. Đúng không? Y0 trừ đi 3. Rồi Z0 cũng trừ 4. Đúng không? Ok. Rồi. Hai vectơ này bằng nhau thì từ đấy suy ra ta sẽ có là gì? Ta sẽ có 3 lần IH đúng không? Thì bằng IA, tức là 3 x0 trừ 4 bằng 2. 3 lần y0 trừ 3 bằng 2. 3 lần z0 trừ 4 bằng 1. Giải này ta sẽ được là x0 bằng y0 bằng z0 bằng đó. Thay vào đây thôi. À, ta xem nào. Nhân tung thằng này ra thì chỗ này là 3, 4, 12. Đúng không? 12. 12 mà chuyển sang bên này thành trừ trừ 12 đúng không? À, cộng 12 chứ. Thằng này là thằng này trừ 12 sang cộng 12 thì thành 14. Đó, 14 phần 3. 14 phần 3. Tiếp tục nhân vào đây thì ta được là 9 trừ 9 trừ 9 chuyển sang đây là cộng 9. 12 cộng với 9, à, 2 cộng với 9 nhé, 2 cộng với 9 là 11 phần 3. Thằng này là 3, 3 4 12 cũng là 12, chuyển sang đây là 13 phần 3 đúng không? Phải không nhỉ? Đúng không? 13 phần 3, 13 phần 3. Sao lẻ thế nhỉ? Đúng không? Kiểm tra lại xem đúng nhá. Kiểm tra lại này. Khả năng là đúng rồi đấy, đúng không nhỉ? Chúng ta nhầm nhầm là đúng rồi. Rồi ok, xóa cái chỗ này đi đây. Mà thôi, chẳng cần phải xóa đâu. Bây giờ ta thay cái thằng này vào đây thôi. Đúng không? Suy ra D thôi, ta tìm D nhá. D thì bấm máy đây. Ta bấm máy cho nhanh. Đó, ok, bấm máy D nhá. Tức là thay x0, y0, z0 vào đây vì thằng điểm H này này, H này thuộc phương trình này đúng không? Thì thay vào đây, thay x0, y0, z0 vào đây là xong, là tìm D thôi. Ok, thì chúng ta sẽ bấm máy cho nhanh này. Ok, ta bấm máy này, D bằng trừ của thằng này đúng không? Thay vào đây, D bằng trừ này. 2 nhân với x0 đúng không? x0 là 14. 14 phần 3. Rồi. Rồi trừ đi 2 nhân với y0 là 22 trừ đi 22 phần 3. 22 phần 3. Tiếp tục này. Trừ đi z0 tức là trừ đi 13 phần 3. Bằng, đây là D. Trừ 21. Vậy thì chúng ta sẽ có là D bằng trừ 21. D bằng trừ 21. Nha. Vậy A này. A là AB là bằng 2 này, B bằng 2 này. C bằng 1 này. Và D thì bằng trừ 21. Rồi cộng vào thôi. Đúng không? Đây thì cộng với 3 là thành trừ 18 rồi. Có lại hình như đáp án C đúng không? Đúng rồi đấy, đáp án C. Nó mạnh dạn quanh C. Ok. Đúng nhỉ? Đấy. Chắc là đúng rồi. Câu này thì được gọi là câu cuối cùng đúng nhỉ? Đấy, thì chúng ta thấy ngay là chúng ta ra cái xem có cái đáp án nào nó trừ 21. Rồi, đúng rồi đấy. Ok, chuẩn đấy. Rồi, đấy nha. Nói chung là cái câu này cũng tương đối là phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố. Thứ nhất là xét giá trị lớn nhất, nhỏ nhất cái hàm số. Hai là liên quan đến cái vấn đề hình tròn xoay, tức là thể tích khối tròn xoay, khối tròn xoay của cái chương chương số 2 của trong hình học lớp 12. Và cái thứ ba là liên quan đến cả chương hình học không gian. Nói chung là đây là sự tổng hợp khá là hay đấy, câu này khá là hay đấy. Thì chúng ta sẽ giải quyết được những câu như này nếu chúng ta biết được cái mấu chốt của vấn đề, những câu vận dụng cao chúng ta sẽ giải quyết rất là nhanh thôi. Ok, rồi video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi.